Giữa trong bóng tối là một bộ môn mà Kiến đã mày mò từ năm 2020. Để làm được bộ môn này, đầu tiên chúng ta cần phải hiểu một cái shape đẹp nó có những tiêu chuẩn như thế nào. Móng dày và mỏng như thế nào là sẽ đẹp, độ cầu của móng cao hay thấp là sẽ vừa phải. Sau đó là phải ứng dụng các quy tắc như là cân bằng lực, rồi bảo vệ khóe của mẫu, làm sao để chúng ta có thể giũa thật nhanh, nhưng mà đường giũa chúng ta không bao giờ làm tổn thương đến mẫu. Rồi sau đó là mình còn phải sờ, móc, rồi cảm nhận. Và cuối cùng là đợi tổ nghề mách bảo nữa các bạn ạ. Nãy thì thấy vậy là kéo đèn, đèn cò rồi đó. Ví dụ mình có đẩy hướng này lên được nhưng cái tay cũng phải đẩy đây để cho cái này nó bắt xéo như thế này. Còn mình đây kéo xuống thì chặn ở góc này. Nãy hay nói là ví dụ mình có cái gồ đây đó mình rờ mình nghe đúng không? Mình làm mình đưa cái tay mình để đây. Để đằng sau cái cục gồ đúng không? Rồi mình đặt cái này chắc chắn là ngay chỗ đó luôn rồi, hiểu không? Ngay đúng cái đoạn xếp là kéo nè. Ôm qua, ôm lại. Xong rồi kiểm tra cái độ dày của đầu móng ha. Nói chung móng nhọn thì mình ra số mình rờ kiểu này với mình cảm nhận cái mặt mày thôi là chủ yếu ha. Với lại mình phải kết hợp với âm thanh la của mẫu nữa, hiểu không? Bây giờ mình đụng vô khóe nó sẽ la á lên. Chưa. Đắp đó là phải cái người đắp đó phải chỉnh cái cơ cho đẹp luôn để cái mẫu cái người giũa người ta không phải giũa trong đó nhiều, hiểu không?